Hôm nay ngày 20 tháng 8, giá vàng thế giới giảm nhẹ trước áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư sau khi tăng vọt lên mức kỷ lục mới tuần trước. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Giá vàng 9.999 hôm nay được Doji niêm yết ở mức 78,0 triệu đồng trên lượng mua vào và 80,0 triệu đồng trên lượng bán ra. Còn tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,0 đến 80,0 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào, bán ra. Giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,3 đến 80,0 triệu đồng trên lượng ở chiều mua và bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,0 đến 80,0 triệu đồng trên lượng ở chiều mua và bán ra. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5 giờ sáng nay giao ngay ở mức 2.504,11 USD trên ounce. Giá vàng hôm nay giảm 2,63 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 74,582 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,418 triệu đồng trên lượng. Tại thị trường Việt Nam, giá xăng dầu trên thị trường như sau. Xăng E5 RON 92, không cao hơn 20.882 đồng trên lít. Xăng RON 95, 3, không cao hơn 21.852 đồng trên lít. Dầu diesel 005S, không cao hơn 19.230 đồng trên lít. Dầu hỏa, không cao hơn 19.572 đồng trên lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ 50, 100 đồng trên kg với mặt hàng gạo. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng trên kg, gạo Jasmine 18.000-20.000 đồng trên kg, gạo Nàng Hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000-21.000 đồng trên kg, gạo Hương Lài 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, lúa IG 50.404 giá dao động quanh mốc 7.800-8.000 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức giá 8.400-8.500 đồng trên kg, lúa OM 5.451 giá ở mức 8.000-8.200 đồng trên kg, lúa OM 18 có giá 8.500-8.700 đồng trên kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!